đã đi mấy ngày, trên núi hẳn là không có chuyện gì. Trên đường trở về độ tiên môn, trong lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ, sư phụ hàn là còn uống rượu trên đỉnh. Tiểu sư muội ở bên kia thì mình cũng đã dặn dò, bảo nàng thành thành thật thật bế quan tu hành. Có khả năng xuất hiện hình huống phiền phức nhất, đó là có người đi vào tiểu quỳnh phong, sau đó xông lầm vào trận pháp quanh đan phòng, khốn trận và mê trận mặc dù không có sát thương trực tiếp, nhưng bị nhốt ở trong đó lâu, tâm cảnh cũng rất dễ mất cân bằng, sinh ra tâm ma. Bất quá, lần trước suýt nữa bước điên từ ô sư bá lý trường thọ cũng đã cải biến một ít bên trong liên hoàn trận hắn lưu lại một con đường đại khách nếu như kẻ xâm nhập trận pháp là ngoại tặc bước điên đối phương trực tiếp xóa bỏ tự nhiên là không sao nhưng tiên môn có đại trận hộ sơn ngoại tập bình thường làm sao lẫn vào được ở dưới tình huống bình thường người xâm nhập trận pháp hẳn là đồng môn đến với mục đích gì đó đánh giết bước điên đều không thỏa đáng cho nên lý trường thọ thiết kế một ít thẻ bài dẫn đường ở trên đường đi đến ngõ cụt dẫn kẻ xông vào tới một nơi thoải mái dễ chịu ấm áp tạm thời ổn định đối phương như vậy có thể tránh khỏi tình huống xấu tiếp theo cũng có thể làm cho đối phương không đi loạn khắp nơi chính mình sẽ có đủ thời gian đi bố trí những thứ khác vạn nhất vây khốn chân tiên đối phương không ngừng ra tay oanh tích bốn phía có khả năng sẽ phát động sát trận che dầu kẻ xông trận bị chết hoặc tổn thương ngược lại là không có quan hệ gì với hắn nhưng đến lúc đó trong môn vấn trách hắn vi phạm môn quy tự xây trận vậy thì thật sự có một chút phiền phức tác dụng của trận pháp tầng ngoài là ngăn cản những người khác tới gần đan phòng mà gian đãi khách thiết trí ở trong trận có thể giải quyết thích đáng vấn đề mấu chốt từ hai người trở lên đây cũng là lý trường thọ suy nghĩ sâu xa tính kỹ các biện pháp tất yếu huống chi hắn còn mượn danh sư phụ mình chữ viết trên thẻ gỗ dẫn đường đều là bắt chước chữ sư phụ dù sao sư phụ cũng là phong chủ còn hắn chỉ là đại đệ tử tiểu quỳnh phong cuối cùng cũng đã trở về ánh mắt của lý trường thọ đảo qua dãy núi nơi xa nhìn thấy đã sắp về núi sau khi trở về hắn sẽ tiếp tục áp chế tu vi tu luyện tam muội chân hỏa tiểu cảnh giới trước mắt này nếu như hắn liều mạng áp chế tốc độ đột phá hẳn là còn có thể áp chế được khoảng hai năm nữa hai năm chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn tu luyện tam muội chân hỏa đến giai đoạn nhập môn mà lần sau đi ra ngoài sẽ là độ kiếp chính thức nói đi thì phải nói lại hắn nên giải thích với sư phụ đan phòng và liên hoàn trận quanh đan phòng như thế nào nếu sư phụ hỏi liên hoàn trận này bố trí như thế nào hắn có nên tiết lộ với sư phụ một chút thực lực được che giấu hay không? Hắn tự nhiên là tin tưởng sư phụ mình, nhưng lỡ như sư phụ say rượu nói ra thì sao? Thôi, sư phụ và sư muội đều là người thân nhất của mình, quyền hạn và đãi ngộ cũng nên ngang nhau mới đúng. Trở về tìm sư phụ nói một chút, cho sư phụ biết một chút về trình độ của mình giống như tiểu sư muội biết vậy. Tới gần sân môn, gió đêm ngược lại là có một chút ấm áp ngoài ý muốn. Lúc trở lại độ tiên môn, đã là nửa đêm trăng sáng giao thưa, mọi người đã giải tán trước bách phàm điện lý trường thọ và tiểu cử sư thúc cáo biệt cưỡi mây bay về hướng tiểu quỳnh phong hữu cầm huyền nhã rõ ràng là muốn tìm lý trường thọ nói mấy câu nhưng nàng vừa mới đáp xuống đất liền bị mấy vị sư bá gọi vào trong bách phàm điện hoàn toàn không có cơ hội thoát thân lý trường thọ không bị mấy người chú ý liền phiêu nhiên rời đi có câu người gặp việc vui tinh thần sẽ thoải mái mấy ngày nay hán thu hoạch cũng tương đối khá nhưng khi lý trường thọ nhớ lại chuyến đi đến đông hải lần này sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống hắn đến bây giờ đã rõ tại sao ngày đó vị long thái tử kia lại chọn hắn luận bàn để phòng chính mình sau này gặp lại kịch bản không theo ý muốn như ngao ất sau này cần phải tránh xa đại tộc viễn cổ này một chút thì ổn thỏa hơn trên tiểu quỳnh phong im ắng lý trường thọ từ xa đã phát hiện ra tiểu sư muội và sư phụ nhà mình đều không ở chung nhà tranh của họ linh thức đảo qua đại trận liền thấy sư muội và sư phụ bị vây trong trận pháp bên cạnh ấy làm sao lại cùng bị nhốt vào vậy sư phụ vẫn luôn bế quan không biết trận pháp phía sau. Linh Nga lại là người trông chừng sư phụ luyện công, làm sao lại cùng chui vào rồi, không phải là cảm thấy phong cảnh ở nơi đó quá đẹp, hai người sư đồ cùng nhau đi vào uống trà ngắm trăng sao đó chứ. Lý Trường Thọ cưỡi mây nhẹ nhàng lướt qua, trước tiên không thả hai người ra, mà kiểm tra trong ngoài đại trận một lượt, rồi mới lấy ra ngọc bài khống chế trận pháp đóng lại khốn trận bên ngoài, gió nhẹ quét qua, sương trắng tới lui trong rừng rừng cây vốn rậm rạp cũng bị che khuất một ít, Linh Nga lập tức hô lên. "Sư phụ, sư huynh đã trở về." "Ừm, phi sư thấy rồi." "Ngươi lại hỗn láo, tốt cho cái tên Lý Trường Thọ nhà ngươi, còn không qua đây chịu phạt." Lý Trường Thọ đang bay tới từ không trung hơi chớp mắt, ngửi được một chút mùi vị không bình thường, hắn vừa đáp xuống đất, phất trần trong tay sư phụ đạo quang tới. Sau khi tấn thăng thành chọc tiên, thực lực của tề nguyên lão đạo tăng vọt đảo mắt phất trần đã hóa ra bạch phóng đầy trời nếu không phải lý trường thọ cố gắng kiềm nén hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy theo bản năng bạch phóng rơi xuống lý trường thọ bị phất trần trói chặt linh nga ở bên cạnh như hổ đói vồ mồi lý trường thọ thuận thế bị sư muội đẩy ngã trong rừng vang lên vài tiếng rú thảm và cười nói nhưng lần giáo huấn sư huynh này cũng không kịch liệt như linh nga tưởng tượng sư huynh hoàn toàn không phản kháng toàn bộ quá trình sư phụ chỉ quan chiến làm nàng thoáng có một chút không xuống tay được mình chỉ là tiểu sư muội sư phụ lại không làm gương đánh trước nên không thể đánh sư huynh mạnh tay được ngẩng đầu linh nga đột nhiên nhìn thấy sư huynh đang mang theo ánh mắt cảnh cáo hừ lòng nàng thay đổi bàn tay trắng nõn rơi lên hung tợn rơi xuống nhưng sắp chạm đến thì dừng lại cuối cùng đầu ngón tay cũng chỉ rơi vào mấy vị trí sư huynh bị sư phụ đánh lại nghĩ tới nơi này bị sư phụ đánh sưng mấy lần không chịu được nhẹ nhàng vuốt vuốt Hừng, đi nga quả nhiên đã trưởng thành. lý trường thọ lộ vẻ vui mừng, trong nội tâm lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo. nữ nhi nhất định phải hàm súc, thèm nhỏ dãi thì thèm nhỏ dãi, đam mê thì đam mê. sư huynh cũng không phải không hiểu ngươi, dù sao ngươi cũng đến tuổi rồi, nhưng thân là luyện khí sĩ, vẫn phải khắc chế xúc động trong lòng. nếu không sinh ra tâm ma thì làm sao bây giờ? ngươi nói xem có đúng không? không phải, ta chỉ là Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga đỏ lên trong nháy mắt, có một chút hoảng loạn liếc nhìn sư phụ, lại phát hiện ra sư phụ cũng đang nhíu mày nhìn mình, lộ ra thần sắc khó xử muốn nói lại thôi. Ta vừa mới chỉ là, sư huynh thối, huynh khi dễ người ta, phập. Quân tử động thủ không động khẩu, muội làm sao lại dùng miệng cắn. Hừ, nói không lại huynh thì cắn huynh. Sư phụ mặc kệ không quản tiểu sư muội sao, như vậy về sau làm sao gả ra ngoài được. Ai cần nguy lo, ta chết già ở tiểu quỳnh phong cũng được. Trong rừng, tình nguyên lão đạo chẳng biết lúc nào đã quay người rời đi, khóe miệng lão đạo mang theo vẻ mỉm cười, chậm rãi phiêu nhiên trở về nhà tranh của mình. Không bao lâu, đầu của Lý Trường Thọ đầy cỏ vụn, y quan không ngay ngắn đi ra khỏi rừng, trên cánh tay mang theo mấy dấu răng, thật sự có một chút giờ khóc giờ cười. Tiểu sư muội mạng con thỏ, thích cắn, Linh Nga ở sau lưng thì quân vặt hồng hồng, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn tinh không. Đến trước nhà tranh, tề nguyên lão đạo truyền âm cho hai người. Hôm nay vi sư bắt đầu bế quan lĩnh hội phương pháp tu đạo trọng tiên, tất cả mọi chuyện trong tiểu quỳnh phong, trường thọ ngươi phải phụ trách xử lý, nếu có chuyện quan trọng, tùy thời có thể đến tìm vi sư thương lượng. Linh Nga vẫn phải luôn phải chú ý lời nói và cử chỉ, phải có lòng kính trọng sư huynh, làm Linh Nga lập tức đáp tiếng nhỏ như mũi. Vâng, sư phụ. Sau đó, tỉnh nguyên lão đạo đi xung quanh nhà tranh, từng tầng từng tầng trận pháp sáng lên, ngăn cách với bên ngoài, lý trường thọ xoay người, trong ánh mắt có nhiều thâm ý. Muội đã nói cho sư phụ, trong nháy mắt, làm linh nha ấp a à, ấp úng một hồi. Chuyện này, ừm, một chút xíu. Là một chút xíu, hay là một trăm triệu chút xíu? Khẳng định chỉ là một chút xíu, sắc mặt của Lý Trường Thọ nghiêm nghị, lộ ra vẻ mặt cứng rắn nói. Vào nhà. Thân thể của Lam Linh Nga khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ lập tức rụ xuống, trong nháy mắt lã trã trực khóc, vào nhà tranh của mình, chuyển đệm, ngồi quỳ chân, cúi đầu, giả khóc, một mạch mà thành, tiện tay mở ra trận pháp xung quanh, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nói đi, đã nói cho sư phụ cái gì? Sư huynh, kỳ thật là sư phụ ép ta, cái chán của lý trường thọ lập tức treo lên mấy đạo hắc tuyến lời này nếu để cho người khác nghe được nói không chừng còn cho là tiểu quỳnh phong bọn họ có thảm án lại nói sư phụ cũng đã già có nên kiếm cho người một sư nương không chuyện này ngược lại là có thể cân nhắc tiểu sư muội thì cứ quanh co lòng vòng tin tức mà nàng nói ra cho sư phụ lý trường thọ ngược lại cũng không quan tâm dù sao thì những gì tiểu sư muội biết cũng có hạn dựa việc hiểu rõ tính cách của tiểu linh nga tình hình hôm nay hắn đã sớm dự đoán lúc trời tối người yên trận pháp xung quanh đan phòng hoàn toàn mở ra lý trường thọ mở đan lô tùy tiện luyện chế ra một lào đan dược để phân thân người giấy trông coi chân thân thì xuất hiện ở trong mật thất dưới đất an ổn lấy ra ba khối ngọc bài thưởng thức một hồi thu lôi pháp và vô vi kinh vào lại khắc sâu phương pháp tu hành tam mũi chân hòa vào trong đầu mình sau đó hắn lại hơi xuất thần đại kiếp phong thần mặc dù lén lút tu đến đại la kim tiên ở trong tiên môn là lý tưởng nhất nhưng cần tích lũy tháng năm dài đằng đẵng mà độ tiên môn thần là tiên tông tam giáo rất có thể sẽ bị đại kiếp phong thần liên lụy đại kiếp phong thần cũng không chỉ là kịch bản đơn giản thế tục nam châu võ vương phạt trụ nó còn liên quan đến tam giới đại kiếp nhằm vào đệ tử tam giáo lúc này trung thần châu càng cường thịnh đến lúc đó tất nhiên sẽ bị đại kiếp phá hủy càng khốc liệt hơn chỉ sợ là các tiên môn đông thắng thần châu cũng khó thoát khỏi kiếp nạn nhưng lý trường thọ cũng không phải là không có biện pháp né tránh đại kiếp này rất đơn giản Sớm lên bờ, đại kiếp phong thần là quá trình Thiên Đình Ngọc Đế thành lập được quyền hành chúa tể thiên địa. Thực tế nguyên nhân gây ra cũng là do Ngọc Đế hạo thiên đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể, nói đệ tử Tam giáo thế lớn vô lễ, không tuân theo lệnh Thiên Đình. Chính mình chúa tể tam giới chỉ có danh nghĩa mà không có quyền lực thật sự, ở trước mặt vương mẫu sư muội cũng không ngẩng đầu lên được, hùng phong của nam nhân không gượng dậy nổi, khục, kéo ra quá. Khi phong thần, đệ tử Tam giáo vào Thiên Đình làm thần. Thánh nhân sẽ không còn chủ động hiển hóa tại thế gian, đặt vững cơ sở thiên đình quản lý tam giới. Do đó, chỉ cần chính mình sớm lẫn vào thiên đình, làm nguyên lão trong thời kỳ thiên đình gian nan này, cũng không cần làm đại quan gì, ẩn giấu tu vi làm quan nhỏ, để được ghi danh vào thiên đình. Khi đại kiếp phong thần rơi xuống, chính mình đã sớm ghi danh vào thiên đình, cũng không có quan hệ với kiếp nạn này, kiếp nạn phong thần làm sao lại rơi vào trên đầu mình? Chẳng lẽ lại phong tiên thần của thiên đình một lần nữa, chuyện này không hợp đạo và lý chờ khi phong thần thì chúng tiên sẽ được bổ nhiệm ở thiên đình khi đó nhân tài thiên đình đông đúc chính mình có thể xuôi theo dòng dựa thế thoái ẩn đã có được lý lịch nguyên lão thiên đình như vậy thì có thể về núi tiếp tục an ổn tu hành cớ sao lại không làm ngón tay của lý trưởng thọ gõ lên mặt bàn cẩn thận suy nghĩ kế hoạch cụ thể nhất định phải nhận được tiên tịch thiên đình trước khi ngọc đế đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lề thời gian hẳn là còn dư giả giúp sư phụ trở thành thủ địa công cũng phải có trình tự mấu chốt là có thể giúp mình tránh khỏi rất nhiều tính toán, để xem sư phụ có đồng ý hay không. Đất đai tuy nhỏ, số lượng lại đông đảo, quyền hành nhỏ bé, nhưng dầu gì cũng là chính thần phúc đức, nói không chừng thổ địa công còn có thể tìm được, thổ địa bà, trước phòng luyện đan, lý trường thọ lặng lặng ngồi trên ghế dựa, xòe bàn tay trái ra, trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh đang chậm rãi bốc cháy. Đây cũng không phải bản hoàn chỉnh của ta mỗi chân hỏa nên có lộ ra cũng không sao cả, dù sao vong tình thượng nhân ban thưởng công pháp tu hành tam muội chân hòa cho hắn cũng đã được ba tháng hắn tu ra được khí hỏa khí viêm cũng là hợp tình hợp lý nếu dùng pháp lực tương đương nhau để thi triển uy lực của tam muội chân hỏa còn chưa bằng một phần ba uy lực của u minh lãnh hỏa nhưng một khi hợp nhất được ba loại khí hỏa tinh hỏa và thần hỏa thành tam muội chân hỏa uy lực dự tính còn mạnh hơn gấp mấy lần so với u minh lãnh hỏa lúc này lý trường thọ cũng đã tìm ra nguyên lý phương pháp tu hành của tam muội chân hỏa đại khái chính là dùng khí Tinh, thân của bản thân để tạo ra ba loại hỏa diễm, sau đó lấy ba loại hỏa diễm này dung hợp thành Tam Muội Chân Hỏa. Loại hỏa diễm này tồn tại bên trong cơ thể, thiêu đốt tà ma, tà túy, nung ô chọc, từ đó hình thành chân hỏa hộ thân. Mà làm cho Lý Trường Thọ hài lòng hơn đó là uy lực của hỏa diễm này cùng với hỏa diễm mà tinh khí thần của hắn ngưng ra có liên quan với nhau. Hơn thế nữa, uy lực của Tam Muội Chân Viêm có thể theo tu vi của bản thân mà không ngừng tăng lên sẽ không làm lãng phí thời gian của hắn trên một môn công pháp mới tu vài năm đã không có đất dụng võ, một đám mây trắng bay đến từ phía chân trời, tay trái Lý Trường Thọ nắm lại, hỏa diễm kia liền vụt tắt. Hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ về phía đám mây trắng kia. Đạo nhân lùn trên đám mây mỉm cười, mang theo ý tham dò nhìn xuống nhưng vẫn bảo chỉ độ cao 10 trượng, ấm giọng nói. "Trường Thọ sư điệt, nghe nói 3 tháng trước ngươi đi đến Đông Hải có thu hoạch tương đối khá, ứng phó ổn thỏa." Chu Toàn trước sự khiêu khích của Thái tử Long Cung, đúng là không uổng công bần đạo tiến cử ngươi mà, Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười ôn hòa, nói. May mà có ý tốt của sư bá, đệ tử mới thu được hỏa pháp và lôi pháp, hôm nay đệ tử đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu để đáp trả ân tình này của sư bá. Từ ô, người vừa trở về mới có mấy ngày lập tức nheo lại cặp mắt to và đôi lông mày rậm, chật chật cười. Ta cứ cảm giác có trá. Ngày thường ta đến tìm ngươi uống rượu, người đều rất không tình nguyện, chuyến đi đến đông hải cũng là bị bần đạo hết rụ rỗ lại lừa gạt mới phải đi chẳng lẽ trường thọ sư điệt muốn dùng độc đan tính kế sư bá sao lý trường thọ giờ khóc dở cười đáp đệ tử chỉ là một đệ tử nhỏ nhỏ của tiểu quỳnh phong sư bá là chân tiên chân chính lại còn là người của phá thiên phong là một chấp sự được các vị trưởng lão coi trọng đệ tử dù có tâm tư muốn tính kế sư bá cũng không có gan thực hiện huống hồ, hồ chuyến đi đến đông hải đúng là sư điệt đã lấy được rất nhiều chỗ tốt nói một hồi lý trường thọ lấy ra hai viên dạ minh châu từ trong tay áo đây là pháp khí lưu ảnh cầu được đệ tử cải tiến thành thanh ảnh cầu sư bá giữ một viên đệ tử giữ một viên tiệt rượu hôm nay sẽ được ghi chép lại bên trong thanh ảnh cầu sư bá thấy thế nào tử ô lập tức vui hẳn lên chắp tay sau lưng nhảy khỏi đám mây trắng ngửa đầu nhìn lý trường thọ một cái liền thò tay cầm lấy thanh ảnh cầu ta trái lại là muốn xem xem trong hồ lô ngươi bán cái gì mời sư bá mời bộ dáng tươi cười của lý trường thọ cũng trở nên đặc biệt ôn hòa theo đó bên cạnh lò luyện đan có hai cái bàn thấp đặt song song nhau tiểu linh nga được sư huynh bồi dưỡng thành một tay nghề nấu nướng thượng thừa nhanh chóng dọn ra một bàn rượu và thức ăn vô cùng phong phú còn có ba vò rượu xếp trồng lên nhau ở một bên hai người cùng ngồi xuống đồng thời mở ra thanh ảnh cầu đặt ở góc bàn sau đó từ ô cầm đôi đũa ngọc lên lần lượt nếm thử các món ăn vào một vò rượu Người thật sự mời bần đạo uống rượu sao? Tử ô cười hỏi. Chẳng lẽ, rượu và thức ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu vô hại, nhưng khi kết hợp với nhau lại thành mê dược kịch độc, lý trường thọ nhịn không được đưa tay ôm chán, lắc đầu thờ dài. Sư bá ngài gặp phải thứ âm hiểm giả dối gì ở bên ngoài thế, sao lại hoài nghi tâm ý của đệ tử, dẫu gì đệ tử cũng không phải là kẻ xấu. Ha ha ha, chỉ nói đùa thôi, tử ô vẫy vẫy tay chủ động cầm lấy vò rượu rót ra hai người uống vô cùng hào phóng không bao lâu vò rượu đã vơi đi quá nửa mà tử ô chỉ dám gấp một nửa số món ăn nửa còn lại lão không hề động đến lý trường thọ chậm rãi gấp đồ ăn mỗi món đều gấp lên ăn một lần còn không ngừng tán thưởng tay nghề của tiểu sư muội nhà mình chờ hai người đã có một chút men say lý trường thọ đem vò rượu thứ ba la. đến rồi đến rồi ta đoán rằng hắn còn con bài chưa lật quả nhiên không sai mà tử ô thầm cười trộm trong đáy lòng chờ xem lý trường thọ rốt cuộc muốn tính kế lão như thế nào lý trường thọ lại nói sư bá đây là tạ lễ của sư điệt dành cho người tráng cốt độc long tử Hả, tử ô nhíu mày dùng tiên lực tiếp nhận vào rượu này đưa ra xa cách bản thân mấy trượng mới mở ra sau đó dùng tiên khí điều khiển đỗ khuế chút rượu đưa tới đầu ngón tay nhẹ nhàng dò rét hai mắt của tử ô tỏa sáng nói rượu ngon Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Rượu này dùng 36 loại độc thảo, 12 loại độc trùng cùng với hằng hà thủy lão bạch can luyện chế mà thành, sau đó ngâm 3 tháng, độc tính đã bị trung hòa, có tác dụng bổ sung tinh lực, cường kiện xương cốt, tăng cường dương khí, bổ thận tráng dương cho nam tử. Nhưng có một chuyện, dược lực của rượu này có phần mãnh liệt, không biết sư bá có chịu được hay không, tử ô nhếch lông mày với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cũng nháy mắt với tử ô, hai người đối mặt liền hiểu ý nhau cười cười đều hiểu, đều hiểu, tử ô cười nói. Có cái gì mà không được. Bần đạo là người đã có đạo lữ đấy. Vì vậy đệ tử mới chế riêng loại rượu này cho ngài, sư bá, mời. Tốt tốt tốt, tâm tình của tử ô vui vẻ, nhận hũ rượu đại bổ kia, vốn chỉ nếm một ngụm nhỏ để phân rõ thực hư, sau đó lão liền ngửa đầu tu một ngụm lớn, tinh thần vô cùng sảng khoái. Vừa hay tử thi dư bá của ngươi gần đây sắp xuất quan, bần đạo mới không sợ một chút dược lực này. Sư bá đừng uống quá nhiều. Bần đạo là chân tiên, sợ cái gì? Tiếp đó, hai người lại tiếp tục tiệc rượu linh đình, tử ô đã khá say, chén bát trên bàn vừa bộn. Tiểu trường thọ, nói một chút, rốt cuộc ngươi muốn tính toán sư bá như thế nào? Tử ô ôm vỏ rượu nhớ mày nói. Đề bồn sư bá uống lại một chút rồi còn về, lý trường thọ cười khổ lắc đầu, thở dài. Kỳ thật, lần này mời sư bá tới đây là muốn nhờ ngài giúp một chút chuyện. Ồ! Trong các trận pháp tâm đắc của sư bá có một cái gọi là cửu quang minh ly trận, đệ tử và tù cửu dư thúc nghiên cứu nửa tháng trời mà vẫn không có cách nào dựng thành, muốn nhờ sư bá chỉ điểm đôi chút. Đi, đưa sư bá đi xem. Lập tức, tử ô thu hồi vò rượu, cùng với lý trường thọ mỗi người cầm theo thanh ảnh cầu, đi tới mảnh đất trống đằng sau phòng luyện đan trên mặt đất đặt 81 chiếc gương đồng nhỏ, bố trí theo các phương hướng huyền diệu, khó hiểu. Tử ô lướt mắt liền nhìn ra sơ hở của trận pháp, cười chỉ điểm Lý Trường Thọ một chút. Lý Trường Thọ lộ vẻ vui mừng, cất bước đi về phía trước, theo lời tử ô mà điều chỉnh vị trí vài cánh gương đồng, lập tức 81 chiếc gương đồng loạt lập loài phát sáng, khốn trận hiển nhiên đã khởi động, vây khốn cả hai người vào bên trong. Xung quanh là một mảnh ánh sáng trắng, không thể thấy được khóm hoa hay rừng cây nào, tử ô không những điểm tĩnh, mà còn cười hiếp mắt, nói. Trường thọ à, đây là kế sách của ngươi sao, bị vây khốn cùng với sư bá ở đây cho hà giận sao, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, Lý Trường thọ xoay người lại, cười nói. Sư bá nói xem, sư điệt sao có thể tính kế ngài được, giữa cuộc nói chuyện bỗng dưng có một đoàn hỏa diễm bùng cháy từ hai tay hai chân của Lý Trường thọ, từ ô sững sờ một lát liền vội vàng hô. Sao ngươi lại bốc cháy rồi? Sư bá, ngài vì sao? Lý Trường Thọ run giọng hô lên, tiện tay cầm thanh ảnh cầu ném về một phương hướng nào đó. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị ngọn lửa nuốt trọn, thân hình bù một tiếng hóa thành một người giấy, bị thiêu đốt thành tro trong ngọn lửa. Từ ô đập tức trợn tròn hai mắt, ta mũi chân hòa trong thần hòa. Thuật cắt giấy thành người trong 36 phép thần thông thiên cương, tiểu tử này, nhanh như vậy đã tu ra thần hỏa còn có thần thông cao minh như thế, không đúng, từ ô xoay mạnh người lại, vào giờ phút này lão đã bị vây khốn trong trận pháp, khắp nơi lão đứng đều là một mảnh ngân quang. Thì ra tiểu tử này muốn dùng thanh ảnh cầu quay lại khoảnh khắc xấu hổ của ta, khiến ta mất hết mặt mũi, từ ô bừng tỉnh đại ngộ, liền cười sủi một tiếng, bắt đầu chậm rãi phá trận. Trường thọ ơi là trường thọ, ngươi vẫn còn non lắm, ngươi tính tố cáo tội danh gì của sư bá cho thưởng phạt đường đây. Chật chật, thật là, bàn sư bá đánh giá cao tâm cơ của ngươi, nhưng sư bá có không ít hảo hữu có địa vị cao trong tông môn đấy, huống chi trận pháp này chính là do bổn sư bá sáng tạo ra, chẳng lẽ lại không tìm được sinh môn ở đâu sao. Nói xong, Tử Ô bước đến vài bước, quang ảnh xung quanh lập tức thay đổi liên tục, lão hiện ra tại một chỗ bạch quang, bước vào, lại đến một mảnh đất bị kim quang bao phủ, khóe miệng tươi cười của Tử Ô lập tức cứng đờ, cúi đầu bấm tay suy tính, lão nhịn không được mắng. Thế mà lại là liên hoàn trận. Lão nhanh nhóng bước đi tức thì lại đến một nơi tinh quang lập lòe, đi tiếp, lại quay lại mảnh đất tràn ngập ngân quang lúc đầu, thân hình lão nhảy lên cao, hướng tới không trung, lại lọt vào một mảnh kim quang sáng chói. Tới lúc này, Tử Ô mới phát hiện ra, trận pháp đã được cải biến này còn khó chơi hơn lão tưởng tượng, tất cả độn pháp đều che đậy, hơn nữa cơ sở thế trận đúng là dựa trên cửu quang minh ly trận mà lão sáng tạo. Lão đã phải phí biết bao tâm huyết mới tạo ra được trận pháp này, không phải thiên tiên là không thể cưỡng ép phá trận, thân hình cao năm thước của tiểu ô chấn động men say trong người bị xô tan trong đáy lòng nhanh chóng tính toán ngay từ lúc trường thọ sư điệt nhờ tự cửu gửi lời mời cho lão đến đây dự tiệc cái bẫy đã bắt đầu lúc bản thân đến tiểu quỳnh phong đã dùng tiền thức dò xét thấy trường thọ sư điệt đang tu hành khí hỏa vì thế thiếu cảnh giác mà không thăm dò ra vị trường thọ sư điệt này không phải là chân thân của hắn tiệc rượu vốn chỉ là để che mát trận pháp này mới chính thức là trả thù vì cho rằng đây là trận pháp mình tạo ra bản thân liền vô cùng tự tin mà bước vào trong khốn trận, lại quên mất tiểu tử này thích nhất là bố trí liên hoàn trận, thế nhưng, vây khốn thì vây khốn được rồi, nhưng thế thì đã làm sao? Tử ô xếp bằng ngồi xuống, lão là chân tiên, dù bị vây khốn mấy tháng trời thì có làm sao? Tiểu tử này, hắn định dùng cách này để xả giận sao? Tử ô chưa cười được bao lâu, bộ dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc, thật, thật nóng quá, huyết mạch toàn thân giống như đang điên cuồng chảy xiết mồ hôi trên cơ thể lão bắt đầu tuôn ra như suối, một cỗ dương khí đục ngầu nhanh chóng bành trướng từ bên trong, nguy rồi, là do vào rượu kia, có cảm giác sức lực như bị rút đi. Từ ô cảm giác thân thể mình như bị thiêu đốt, trong đầu nổi lên đủ loại hình ảnh lúc ân ái với đạo lữ nhà mình, thở hồn hển như muốn khẻ ra lửa, toàn thân lão cứ toát ra mồ hôi nóng không ngừng, lão lập tức thử bài xuất dược lực, lại phát hiện ra dược lực đã xâm nhập huyết mạch toàn thân. Đúng quần sau so vạt áo dần dần nhô lên, Tử ô liền bật dậy trong nháy mắt, thân người cong lại, ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Trường, trường thọ sư điệt, mau đưa ta ra khỏi đây. Không đúng, tên tiểu tử này chính là muốn thấy bộ dáng chật vật của mình. Chịu đừng, phải nhịn. Tử ô ta đã là nửa bước thiên tiên, còn không cưỡng lại được một chút dược lực ấy, chỉ cần nhớ tới thi thi ở nhà chờ mình, sau khi trở về liền có thể cùng nàng, càng ngày càng khó chịu, tuyệt đối không thể nhớ sư tỷ. Bản thân càng không thể để mất mặt, thanh ảnh cầu của tiểu tử này vẫn còn ghi lại hình ảnh của lão, tiện tay bóp nát thanh ảnh cầu trong tay, tử ô ngồi xuống một lần nữa, nhanh chóng niệm tĩnh tâm quyết, thanh tâm chú, nửa canh giờ sau. Ai, ta từ bỏ. Loại giày vò thấm vào tủy này, có miếng mà không về liếm được, làm sao nhịn nổi, trường thọ, trường thọ à, sư bá chịu thua, từ nay sẽ không tính toán ngươi nữa, không ai đáp lại. Tử ô vừa sốt ruột, vừa khổ sở, toàn thân dùng tiên lực áp chế dương khí nóng bỏng tuôn trào đi tới đi lui loạn xạ trong khốn trận ngay lúc ấy lão thấy được một tấm thẻ gỗ bên trên viết mấy hàng chữ liền vội vàng cầm lấy xem đây là lời thề thiên đạo đòi ta đọc cả cảm nhiệm minh thệ chú áp như vậy từ nay trở đi chưa có đệ tử tiểu quỳnh phong đồ đệ tề nguyên trưởng lão lý trường thọ cho phép tuyệt đối không được ăn bài lý trường thọ làm bất cứ việc gì không được tiết lộ nửa điểm tin tức liên quan đến lý trường thọ cho bất kỳ sinh linh nào, thậm chí cả pháp khí hoặc bất luận công cụ gì cũng không truyền ra ngoài nơi chữ. Không được, hít hà, bần đạo khó chịu đến chết mất. Nội dung lời thề ngược lại là khá dễ chịu, chỉ cần giữ bí mật cùng với không được tự ý an bài lý trường thọ là được, hậu quả vi phạm lời thề thâm hiểm như thế, sẽ bị mất đi hùng phong của nam nhân, tử ô gấp đến độ rậm châm liên hồi, tức giận quang thẻ gỗ trên mặt đất. Bồn sư bá sao có thể bị ức hiếp như vậy? lập tức đạo nhân lùn cong người chậm rãi nằm vật xuống tiếp tục áp chế đoàn dương khí kia nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại một lát sau đạo nhân lùn đỏ mắt gào rú một tiếng đứng dậy cầm lên thẻ gỗ bắt đầu đọc cảm niệm minh thệ chú thiên đạo tỏa ra cảm ứng bầu trời trên đỉnh tiểu quỳnh phong xuất hiện thanh âm sấm rền lời thề mấy trăm chữ vừa đọc xong đại trận xung quanh liền chậm rãi tiêu tán liên hợp cùng đại trận bên ngoài toàn bộ đóng lại từ ô quay đầu tìm kiếm không thấy bóng dáng ai vô cùng khẩn cấp nhảy lên, bay nhanh về hướng phá thiên phong. Thi thi, thi thi ngươi ngàn vạn lần đừng có bế quan đó thi thi. Chờ từ ô đi rồi, Lý Trường Thọ chậm rãi đi ra từ trong bụi cỏ, cầm thanh ảnh cầu của mình lên, cẩn thận thu vào tay áo, nhập khốn trận nơi đây vào bên trong đại trận chung quanh, cầm tấm thẻ gỗ kia lên, nhìn chữ viết đã bắt đầu biến mất, Lý Trường Thọ nở nụ cười lạnh nhạt, tạm thời đã đối phó được. Hai tháng sau, thời hạn ước định luyện đan với tiểu cửu sư thúc đến. Ai, tiểu thọ thọ, dược rượu ngươi đưa cho ngũ sư huynh ta có còn không? Tứ sư tỷ của ta nói muốn dùng một vài môn công pháp trao đổi phương pháp điều chế rượu của ngươi, công pháp tùy ngươi lựa chọn. Bên kia còn có nửa vò, ta sửa lại phương pháp điều chế một chút liền đưa cho sư thúc mang về, công pháp thì chọn loại có uy lực mạnh mẽ là được. Lý trường thọ không ngẩng đầu lên đáp trả, tiếp tục xử lý dược thảo trong tay, tử cử tiến đến trong góc, Chính là thứ này, mùi vị tỏa ra thật cổ quái. Ừ, chính là nó, Lý Trường Thọ cười nói, hắn vừa định cúi đầu tiếp tục làm việc, lại đột nhiên nhớ ra điều gì, lên tiếng nói. Rượu này nữ tử cũng không thể uống loạn, đây là rượu đặc biệt chuẩn bị cho nam tử, dương tử, nữ tử uống sẽ xảy ra chuyện, loảng xoảng. Một cái môi bị đánh rơi trên mặt đất, rượu vang ra khắp sàn, tử cừu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Thứ này, uống vào, sẽ sẽ như thế nào động tác nhanh như vậy cái chán của lý trường thọ treo đầy hắc tuyến nhịn không được cười khổ ừm đại khái là riêng mép sẽ dài ra đó chỉ là riêng mép dài ra thôi sao dọa ta sợ chết khiếp từ cửu đặt cái môi lại chỗ cũ lại người người rượu trong vò có một chút sợ hãi nói ta còn tưởng sẽ bị âm dương đảo lộn biến thành cái thứ bất nam nữ gì gì đó nữa chứ lý trường thọ lắc đầu cười nhẹ đối với lối suy nghĩ của sư thúc hắn luôn luôn cực kỳ bội phục sư thúc hôm nay sau khi luyện chế xong lô đan dược này ta định sẽ bế quan nửa năm đến một năm để tu hành tam muội chân hòa mấy loại rượu kia ta đã sớm chuẩn bị cho sư thúc đủ một năm nhưng thứ này uống nhiều không tốt sư thúc ngài hãy uống vừa phải có giới hạn là vào rượu bên cạnh đống thuốc trên kệ vẫn ở chỗ cũ nửa năm sao tử cử nhận lấy mấy vào rượu đó tiện tay để lại mấy vỏ rượu rỗng lên kệ, chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh Lý Trường Thọ, nghiêm túc dặn dò. Tuy nói cảnh giới phản hư đã có thể tu hành tam mỗi chân hỏa, nhưng bắt đầu tu luyện thứ này cần thiêu đốt tinh khí thần để cô đọng hòa trùng. Người ngàn vạn lần không được hấp tấp, đừng có luyện đến hao tổn nguyên khí, kết quả làm cho tinh thần khí hư nhược, vậy thì hỏng bét, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào đống thảo dược, tiểu cửu có một chút nhàm chán ngắp một cái, nói nhỏ. Mấy năm gần đây ta gặp phải bình cảnh, tu hành muốn đột phá cũng có một chút khó khăn, về sau nếu đột phá còn phải bế quan vài năm, có thể là vài thập niên, khả năng là rất lâu người sẽ không gặp được bổn sư thúc rồi, Lý Trường Thọ cười nói. Sư thúc hiện tại đã chủ tu vô vi kinh rồi phải không? Đúng vậy, Tử cửu cầm lấy một cái ghế trúc, ngồi ở bên cạnh bàn, tỏ vẻ vô cùng buồn chán, nằm dài trên bàn. Đợi ngươi thành tiên, cũng có thể tu vô vi kinh rồi nếu như tư chất người tốt, cảnh giới phản hư đã có thể tu hành, đáng tiếc. Đúng rồi, ta nghe ngũ sư huynh nói, sư phụ ngươi cũng bắt đầu tìm hiểu vô vi kinh rồi. Ừ, hai tháng trước sư phụ đã nhận được kinh văn từ chấp sự trong môn đưa tới, Lý Trường Thọ thuận miệng nói. Kỳ thực tâm tính của sư thúc như vậy, rất hợp thu vô vi kinh, không bị gò ép hay cưỡng cầu nhiều. Từ cử chớp mắt mấy cái. Tiểu trường thọ, ngữ điệu nói chuyện của ngươi sao giống sư tôn ta thế lý trưởng thọ lúc trước từ ô sư bá có cho đệ tử một phần vô vi kinh quyển thượng những lời này không phải đều lấy từ trong kinh văn ra sao thì ra là vậy tử cử nỉ non một tiếng ngồi một bên lẳng lặng xem lý trưởng thọ sắp xếp lại thảo dược bất chi bất giác có một chút xuất thần một lát sau tiểu thọ thọ ngươi trông cũng rất tuấn tú nha hì 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 lúc trước sao ta không phát hiện ra nhỉ? Hà! Lý Trường Thọ đang chuẩn bị luyện đan quay đầu nhìn lại, phát hiện ra sư thúc nằm trên mặt bàn đã ngủ từ lúc nào không hay, trong miệng vẫn còn lầm bầm nói mớ. Sau khi thành tiên, thân thể sẽ không bẩn, tóc dài của tiểu sư thúc quanh năm không chăm sóc mà vẫn mượt mà, đen nhánh óng nhuận. Chỉ ghim một chiếc lông phượng ở đôi bím tóc, không mang thêm trang sức gì, không dậm phấn trang điểm, làm cho người ta có cảm giác giản dị thanh thuần trong sáng. Tiểu sư thúc đã ngủ say được hình dung là da rẻ nõn nà như ngọc, tâm tính giản dị trong sáng long lanh, đáng tiếc, lúc nàng tỉnh lại lại hoạt bát thái quá. Lắc đầu cười cười, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng luyện đan, nhìn mấy con tiểu linh ngư mình nuôi trong cái hồ có hình dạng âm dương ngư, chờ tiểu cử nghỉ ngơi tỉnh lại. Dù sao cũng là mình có việc nhờ người, mượn tiên lực tinh thuần của tiểu cử giúp mình luyện đan, cũng không thể làm khó tiểu sư thúc. Hai ngày sau, đan giờ đã luyện xong, Lý Trường Thọ tạm thời che lại đan phòng, mở ra trận pháp trong vòng ba dặm xung quanh phòng luyện đan. Sau khi tiễn tử cửu về, hắn lại đi tìm Linh Nga dặn dò việc mình muốn bế quan. Lần bế quan này, Lý Trường Thọ muốn chính thức ngượng tụ thành hòa trùng tam muội chân hỏa, có lẽ sẽ mất khoảng nửa năm, làm Linh Nga mặc y phục luyện công rộng thùng thình, ngồi dưới gốc liễu nghiên cứu thảo dược, có một chút cảm giác buồn bực. Sư Huynh, lần này Huynh không bế quan ở phòng luyện đan bên kia sao? tu hành ta mỗi chân hỏa dễ dàng gây nổ, Lý Trường Thọ cười nói. Ta định là một cái bẻ nhỏ, bế quan ở trong hồ, như vậy mới ổn thỏa, trong ánh mắt của Lam Linh Nga như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Lý Trường Thọ thả mấy cái bình xứ vào trong tay nàng, dặn dò nàng số lượng và cách dùng mỗi bình đan dược, trong đáy lòng vẫn luôn suy nghĩ, tiểu linh Nga nhỏ giọng hỏi một câu. Sư huynh, ta muội chân hỏa, không cần phải giấu sao, pháp thuật kia không phải rất lợi hại sao, Lý Trường Thọ tiện tay gõ đầu Tiểu Sư Muội, mặc dù cú gõ chẳng dùng lực đạo gì mấy, hai người mặt đối mặt, Lý Trường Thọ vẫn dùng thuật truyền âm giải thích. Mấy năm nay không giảng bài nữa, muội đã quên hết nhưng gì ta dạy sao? Ta muội chân hỏa là sư tôn của Tử Ô, Tử Cửu sư thúc ban thường, cố ý giấu đi không dùng, ngược lại sẽ khiến kẻ khác hoài nghi. Chỉ cần kẻ khác không ngờ được, không thể đoán được, không nhìn ra được từ những hành động ngày thường của ngươi, đó mới là át chủ bài chứ không phải là vài môn công pháp uy lực lớn thể hiện ra. Tiểu Linh Nga lẻ lưỡi, cúi đầu ngoan ngoãn thụ giáo, Lý Trường Thọ lại cầm tới hai bình sứ, truyền âm nói. Đặt hai bình đan dược này trước cửa phòng sư phụ, đây là tiên đan luyện chế cho người, có công hiệu phản hóa trọc, người cũng đừng lén dùng thử, sẽ bị dược lực của tiên đan kích nổ, Linh Nga lập tức vui vẻ. Vậy sư phụ ăn thứ này chẳng phải là có thể. Khó. Lý Trường Thọ lắc đầu, thanh nhẹ một tiếng, chậm rãi đi về phía rừng rậm, chuẩn bị chế tác bẻ gỗ. Làm linh Nga mở bình ngọc ra người người, một cỗ nguyên khí tinh thuần đập vào mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, đầu liền có một chút nặng nề, chóng mặt, bước đi loạn trọng về phòng của mình, vội vàng ngồi xuống tu hành hóa giải dược lực. Lý Trường Thọ thấy thế cười khẽ, tìm một chỗ rừng già, vé tay áo lên chuẩn bị làm việc. Hai ngày sau. Tiếng gì vậy? Lam Linh Nga tỉnh dậy nhìn qua cửa gỗ ra ngoài, chu cái miệng nhỏ, thở nhẹ vài tiếng, cái chán xinh đẹp sang đầy hắc tuyến. Ta định làm một cái bè gỗ nhỏ, trong đầu vọng lại câu nói của sư huynh, lại nhìn tới chiếc thuyền đơn sơ dài 50 trượng trên mặt hồ, Lam Linh Nga không nhịn được vỗ vỗ cái chán. Sư huynh có hiểu lầm gì với hai từ lớn nhỏ sao, Lam Linh Nga cúi đầu nhìn y phục luyện công của mình, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Sư huynh thối, quả nhiên, đã bị tử cử sư thúc làm cho mất nhận thức tiêu chuẩn lớn nhỏ bình thường rồi. Kỳ thần lý trường thọ cũng không phải là người quá chú trọng việc hưởng thụ khi chế tác mấy thứ đồ chơi gì đó, hắn vẫn chú trọng tính thực dụng hơn. Bài gỗ nhỏ được dựng nên từ vật liệu gỗ đơn giản, không có cấm chế gì nên chế tác thứ này dễ như trở bàn tay. Tại chỗ bế quan, ngược lại có không ít trận pháp cảnh báo, trận pháp cách âm, trận pháp chống tham dò, trận pháp che giấu những trận pháp này, tóm lại là chế một khoảng không gian. Trừ những thứ đó ra, hắn còn sắp đặt một ít thiết kế riêng. Hai tầng cao lô thuyền có bảy gian phòng lớn bằng nhau, mỗi gian phòng đều thông với nhau và đều đặt một cái điểm. Sau khi bản thân bế quan, mở ra trận pháp, còn đặt thêm mấy tờ người giấy tại mấy gian phòng này. Nếu có người kích phát những trận pháp này, cấm chế trên người giấy sẽ lập tức được khởi động, hóa thành thân hình của hắn, có thể giả dạng làm loạn kẻ thù, quả thực là mấy món đồ thiết yếu để đề phòng ám toán. Đáng tiếc, thiết kế sắp đặt như vậy vẫn có một chút không hoàn mỹ phần còn một phần bảy tỷ lệ bị ám sát linh nga hiện tại ta sẽ bắt đầu bế quan được lý trường thọ chuyển âm làm linh nga vội vàng đi ra trước cửa vẫy vẫy tay nhỏ với lý trường thọ trên lâu thuyền hai tay của lý trường thọ kết ấn từng tầng trận pháp lần lượt mở ra che lấp một mảng lớn khu vực mặt hồ phía dưới từng tầng ánh sáng bên trong bầy gỗ nhỏ cũng trở nên mơ hồ đi nhiều chốc lát trên mặt nước xuất hiện một mảnh xương trắng Lam Ninh Nga à đã không thể nhìn thấy sư huynh đang ở đâu nữa. Lý Trường Thọ thả tại mỗi gian phòng một tờ người giấy, lại lặng lẽ đến một khoang vắng vẻ, lục lọi trong góc một hồi, mở ra một cái lỗ hồng, phía dưới chính là hồ nước thanh tịnh. Sử dụng vài thủ pháp, thi triển huyễn hình thuật hóa thành một con tiểu linh ngư, không một tiếng động chui vào trong nước, bơi xuống đáy hồ bị bao phủ tầng tầng trận pháp, chỉ để lại bảy tờ người giấy trên khoang thuyền, sở dĩ xây bè gỗ lớn như vậy, chủ yếu là để che đậy mấy tầng trận pháp dưới nước này ở phía dưới mới chính là nơi lý trường thọ bế quan năm xưa khi sư phụ mang tiểu linh nga lên núi hắn chính là bế quan tại chỗ này tu luyện u minh lãnh hỏa đến cảnh giới tiểu thành trong ngũ hành thủy khắc hỏa ở dưới nước tu hành hỏa pháp thật ra là để phòng ngừa hỏa khí hội tụ quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng tự bạo mà tan xác chỉ là mảnh rừng rậm rạp ở tiểu quỳnh phong đột nhiên trụi mất một mảnh đông hải thủy tinh cung ngào ất to gan. Xuất khẩu của ngôn, không đạt tôn trưởng trong mắt, có ý gì nhục uy danh tộc ta, còn chửi bới lịch sử huy hoàng của tộc, ngươi có biết, ngươi có biết đây là tội lớn như thế nào không? Trong thái tử điện chống trải, thiếu niên long tộc ngào ất bị một đoạn xưởng xích trói ở bên trên thiết trụ, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, bên tai ẩn ẩn vang lên từng tiếng tức giận mắng nhất ngày đó. Khóe miêng y nở nụ cười lạnh, cố gắng chịu đựng phần lưng đau nhức, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn kiên định như ngày hôm đó. Hiện tại Ngao ất cảm thấy thủy tinh cung này vô cùng vớ vẩn, lại vô cùng buồn cười. Ngay đó ở tiệc ăn mừng, hắn nói một câu với phụ vương vẫn một mực hiếp mắt giả bộ ngủ kia. Hà Nhi muốn bái sư độ tiên môn, tu hành pháp thuật của thánh nhân tam giáo. Từng người từng người khiếp sợ, một bộ mặt rồng không dám đi nhanh chóng vạn vẹo, từng tiếng mắng đại nghịch bất đạo, xỉ nhục long tộc, ngu dốt vô chi, phang lên. Các cao thủ long tộc bạo phát khí tức, ra sức đẻ ép y, một tiểu long chưa đầy 10 tuổi, hôm ấy sỉ nhục mắng nhức y tất cả đều là huynh đệ của phụ vương hoặc là các lão long kẻ có tư cách mắng thế hệ con cháu của họ mà những đại thần hải tộc kia và tướng lĩnh long tộc không thuộc huyết mạch long vương từng kẻ đều không dám lên tiếng nhưng lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn y bái sư môn hộ thánh nhân sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo ra ngoài bái sư tu hành sẽ bị gọi là phản nghịch long tộc buồn cười thật đúng là buồn cười buồn cười đến cực điểm ngao ất không nhịn được tức giận mắng mỏ Khôn mặt thanh tú lại tràn đầy thống khổ thiết trụ sau lưng y nổi lên lực lượng băng hàn u lãnh từng tảng băng nhọn đâm vào tấm lưng trắng nõn của y làm ngao ất đau đến tê tâm liệt phế nhưng ánh mắt y vẫn sáng rõ như cũ sự kiên định không hề biến mất một chút nào lúc nãy khi lòng mẫu rời đi đã khuyên hắn mau nhận sai con của ta pháp thuật tộc ta còn không đủ dùng sao pháp bảo tộc ta còn chưa đủ để ngươi lấy ra chơi đùa cớ sao còn muốn làm loại chuyện hoang đường như vậy còn ở trước mặt nhiều dư thúc sư bá trong tộc nói ra suy nghĩ phản nghịch ngươi muốn bái sư môn hộ thánh nhân ngươi cũng biết môn hộ thánh nhân trừ đệ giáo ra tất cả đều không thu nhận đệ tử long tộc xiển giáo thánh nhân năm đó còn thu một đứa con hoa nghiệt long làm đệ tử mượn trí bảo làm số mệnh long tộc chúng ta bị nghiền long này hủy hoại nhục nhã như vậy long tộc ta sao có thể quên con à con đã bị kẻ nào mê hoặc đầu óc vậy mỗ hậu nói những lời này ngao ất làm sao không biết làm sao không hiểu nội tình thật giả thế nào. Xiển giáo, Hoàng Long chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên, rõ ràng là có huyết mạch tổ long, năm xưa trọng thương lưu lạc đến cô Lôn Sơn, được tam Thanh lão gia lúc đó vẫn chưa thành thánh nuôi dưỡng ở nội viện, coi như là rồng để ngắm. Lúc thượng cổ thánh nhân còn chưa xuất hiện, Long tộc coi đây là hổ thẹn, đoạn tuyệt quan hệ với Hoàng Long chân Nhân, xóa tên lão ra khỏi gia và Long tộc. Trước khi tam thanh lão gia thành thánh, Long tộc cao ngạo không chịu níu kéo quan hệ với Hoàng Long chân nhân, ngược lại là bắt đầu lan truyền tin đồn ở trong tộc, bêu danh gọi lão là con hoang, do vậy mới nói môn hộ thánh nhân không thu đệ tử Long tộc. Mà sau khi tâm thanh thành thánh, Long tộc mang ấu long ưu tú đến kim ngao đảo bái dư, một mực cung cung kính kính với thánh nhân, nhưng nghe xong, trưởng quản thu đệ tử đầu vào tông môn, thông thiên giáo chủ, chỉ cho đệ tử Long tộc ưu tú bái đệ tử thánh nhân làm thầy, chứ không cho trực tiếp bái sư thánh nhân cao thủ long tộc quay về, cảm thấy thánh nhân cố ý nhục nhã long tộc. Cái gì là hoang đường, đây mới là hoang đường. Toàn thân ngào ất khẽ run, hào quang thiết trụ sau lưng dần yếu đi, ta, ngào ất phải chống đỡ được. Chỉ có y, nhị thái tử long tộc, triệt để hạ thấp thái độ, bái sư độ tiên môn đứng hàng giữa trong tiên tông tam giáo, cho dù là quỳ trước cửa độ tiên môn, chỉ vào là một đệ tử ký danh cũng đủ. Như thế mới có thể đánh vỡ tính kiêu ngạo nhạt nhẽo của long tộc, Mới có thể xé nát cái lòng tự tôn vạn vẹo của bọn họ. Nhưng đám long tộc này nhục nhã mãi vẫn không thể đánh họ tỉnh lại từ cơn say. Vậy y sẽ bước đi trên con đường của thánh nhân. Đứng trên đỉnh vạn vật sinh linh. Đến lúc đó y muốn tới hỏi trí tôn viễn cổ. Đâu mới là lối thoát cho long tộc. Hít một hơi. Ngào ất há miệng hét to. Thả ta ra ngoài. Ta muốn gặp phụ vương. Ta muốn tới độ tiên môn bái sư học đạo. Ngoài điện một đám thị nữ nước mắt lưng tròng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập đau lòng, nhưng các nàng lại bị gia binh ngăn trở, không thể nào tới gần nhị điện hạ nửa bước. Ba tháng sau, dưới đáy biển Đông Hải, trong thủy tinh cung, trải qua một chuỗi điều tra nghiêm ngặt, từ lúc Long Tử phản nghịch đến khi Long Mẫu biện hộ xin cho, Long Vương hạ lệnh tra rõ, một lão sư nhạc luật dạy bảo ấu Long bị lôi ra xử tử, bị cắt thành nhiều miếng ngay tại chỗ, khúc thì trên giòn khúc thì phi hành khúc thì ốc giấm tỏi ăn gỏi, đáng tiếc, đáng tiếc hồng hoang còn không có mù tạt nếu có thì đúng là món ngon hảo hạng viên mãn lúc này nhị thái tử long cung ngao ất bị trói trong một chiếc thuyền vỏ sò to lớn nhanh chóng đi về hướng biên giới giữa đông hải và nam hải trong thuyền không có nhiều người ngoài ngao ất và mấy vị tiên giao binh còn một lão rùa già lông mày trắng bạc sâu dài ba thước vị quỳ lão đã về hưu nhiều năm ngồi bên cạnh ngao ất ra sức khuyên bảo điện hạ sao người lại cứ muốn gia nhập vào cái lộ tiên môn nho nhỏ kia bọn hắn có tài đức gì coi như lão Long Vương chấp nhận để người hạ mình bái sư, độ tiên môn cũng không dám thu nạp điện hạ đâu, với lại người cũng phải suy nghĩ cho bệ hạ một chút. Long Vương đã trấn áp mọi lời dị nghị, đè ép tất cả các ý kiến phản đối xuống, đồng ý cho điện hạ ra ngoài đi bái môn hạ thánh nhân. Lần này, lão thần cũng coi như bỏ qua mặt mũi, mang điện hạ đến bái nhập vào đại tiên Ô Vân Tiên, chính là thuộc hạ dưới trướng của Tam Thánh Nhân đạo môn. Vì đại tiên này mặc dù thanh danh không vang dội, nhưng vốn là người đứng đầu thất tiên kể giáo, rất được tam thái nhân đạo môn coi trọng. Theo hầu bên cạnh ô vân tiên chính là một đầu kim ngao, là đồng tộc của lão thần, năm xưa cũng có mấy phần giao tình, điện hạ, như vậy cũng phù hợp với tâm ý của người rồi, người ngàn vạn lần đừng có làm chuyện trọng đại gì hết đó. Ngao ớt quay đầu nhìn về một bên, sắc mặt vẫn mang theo vẻ không cam lòng, dù sao y cũng chỉ mới có 10 tuổi, mặc dù đã nhận được giáo dục nhiều năm trong trứng, nhưng chân chính xuất thế cũng chỉ mới 10 năm mà thôi, lão quy ở bên cạnh không ngừng thuyết phục, Ngao Ất dần dần cũng có đôi chút do dự. Vị đại tiên này có dự pháp của thánh nhân không? Chuyện đó là tất nhiên, vị thần rùa này nắm lấy cơ hội, bắt đầu giảng giải cho Ngao Ất về vị ô vân đại tiên này uy phong bậc nào, lại được thông thiên giáo chủ coi trọng cỡ nào. Quảng bá hết lời rằng ô vân tiên thần thông quảng đại nhưng tính tình lại khiêm tốn, ở bên ngoài không hiển sơn lộ thủy. Sau đó, lão thần rùa lại buông tiếng thở dài, truyền âm cho Ngao Ất. Điện hạ Lão thần biết người muốn làm chuyện gì, nhưng việc này cũng không phải là đơn giản như người suy nghĩ. Người cũng không phải chỉ cần hành hạ bản thân mình là có được kết quả tốt cho long tộc, mộng đẹp như hoa, thức giấc là hiện thực tăm tối, cho nên ai cũng không muốn tỉnh lại từ trong mộng. Người cũng phải thông cảm cho bệ hạ, lão Long Vương là người quản lý ngồi ở chỗ cao nhất long tộc, bệ hạ không thể tùy tiện hành động được, nếu mà vô ý sẽ dẫn đến nguy hiểm cho toàn tộc, ngào ất lộ vẻ suy tư, sau đó y chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tóm lại thoát khỏi long cung đi ra hồng hoang rộng lớn sau này bản thái tử có thể tự do tùy ý ngao du bái làm đệ từ một vị đại tiên chẳng qua cũng nhờ vào thân phận thái tử long cung chẳng giúp ích gì cho tình hình quẫn bách của long tộc những ấu long khác mấy ai có thể bái được sư phụ đại tiên lớn như vậy thứ ngao ất ta muốn là tìm ra lối thoát cho long tộc không phải là lối thoát cho bản thân ta nhị thái tử đông hải long cung trước tiên sẽ tạm thời ổn định vị lão thần này đã sau đó lại tính tiếp trong gió biển gào thét Ngao ất dần dần lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, biểu hiện ngây thơ giống như mấy vị ấu long cùng thế hệ, lão rùa thần nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhàng thờ phào. Tại độ tiên môn, ở sâu trong rừng phá thiên phong nơi chín vị tiên họ từ tu hành. Hồ lô lớn của tử cử bay từ hướng tiểu quỳnh phong chậm rãi trở về, cả người nàng giống như không còn khí lực, ủ rũ cúi đầu đi về căn lầu nhỏ của mình, chậm rãi ngồi xuống trước bậc cầu thang gỗ, thân hình từ từ ngửa ra rũ rượi toàn thân của tử cử mềm oặt giống như tượng đất hóa bùn, tay ôm hồ lô nằm xõa giữa cầu thang thở dài thở ngắn. Thật nhàm chán, tiểu thọ thọ bế quan mới 3 tháng, mà sao ta cảm giác giống như là qua ba năm, không có ai đùa nghịch cùng ta, ai ra. Sư tỷ thì có sư huynh chơi cùng, sư huynh còn đi bồi tiếp người khác, đại sư tỷ cùng với nhị sư huynh, tứ sư tỷ cùng với ngũ sư huynh, lục sư tỷ cùng với thất sư huynh, thật vất vả bác sư huynh đáng ra nên cùng với cửu sư muội. Ai ngờ đâu bác sư huynh học theo tam sư tỷ, Cùi trò rẽ ngang đi chơi với người ngoài phá thiên phong, ai, cứ muội ta số khổ, cũng bởi vì là số lẻ nên phải chịu cô đơn không ai buổi tiếp, hết lần này tới lượt khác vẫn chỉ là điện tử quan môn của sư phụ, ai ra. Cửa sổ tòa lầu các bên cạnh đầy ra, từ thi mặt mày tỏa sáng, thân thể tràn trề viên mãn giống như trẻ lại mấy trăm tuổi, nàng ngó nghiêng nhìn về phía bên này, nghe được tử cổ than thân trách vận một mình thì không nhịn được cười. Tử thi bay ra từ trong cửa sổ, giống như tiên tử nghe thường phiêu vũ xuất hiện từ những bức cổ họa nàng hạ xuống bên cạnh tiểu cừu ngồi xuống trên bậc thang gỗ đưa tay nhéo nhéo chóp mũi tiểu cừu sư tỷ tiểu cừu trở tay ôm lấy tử thi từ từ nhắm hai mắt rên rỉ một trận đi với muội qua tiểu quỳnh phong muội muốn chơi đấu đại thần muội muốn chơi mô phòng cuộc sống tử thi khẽ cười vỗ vỗ đầu tiểu sư muội nói sư muội ngốc tiểu quỳnh phong kia là chỗ mà tỷ có thể đi sao hả vì sao sư tỷ không thể đi sư tỷ đi cùng muội sẽ không có cảm giác xấu hổ sao cái gì xấu hổ chuyện gì từ cửu quay đầu chớp mắt ngơ ngác hỏi tứ sư tỷ có phải tỷ hiểu lầm chuyện gì không muội cùng với tiểu thọ thọ chỉ là quan hệ sư thúc sư điệt thuần khiết ồ thật sao Tử thi hiếp mắt cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh quái, tử cửu chịu không được nháy mắt, rụt cổ một cái. Chẳng lẽ lại không thật? Ừm, sư thúc và sư điệt thuần khít mỗi ngày ở một chỗ luyện đan bày trận, sớm tối ở chung, thân mật khang khít. Nào có thân mật khang khít gì, hắn có bệnh mà. Tử thi sườn rốt một chút, vội hỏi. Bệnh gì, trường thọ sư điệt có ẩn tật, yếu ả? À? hỏng rồi, đây chính là vấn đề lớn đó. Không phải ẩn tật hay yếu cái gì, tiểu thọ thọ có chứng bệnh lạ, ngoại trừ dư muội ra thì nữ tử bên ngoài đụng vào hắn thì toàn thân run rẩy, đau đớn chịu không nổi. Còn tiểu dư muội hắn là thân cận từ bé cho nên không việc gì, nếu như muội giới hạn chỉ vô tình đụng chạm, vỗ vai xoa đầu thì hắn cũng không bị gì. Tử thi khoanh tay trầm ngâm giày lát rồi đột nhiên hỏi. Bệnh này biểu hiện như thế nào, có thể nói rõ chi tiết cho sư tỷ hay không? là từ lần trước muội mang tiểu thọ thọ đi đến bắc châu một lát sau từ thi ôm cửu sư muội của mình cười đến run rẩy cả người nàng thi thầm bên tai tiểu cửu mấy câu khiến tiểu cửu đầu tiên khẽ giật mình sau đó không chịu được dùng tay ôm chán tên gia hỏa này dám lừa gạt bản sư thúc ấy tiểu cửu muội bình tĩnh một chút loại nam tử giữ thân như ngọc này là bảo bối thế gian hiếm thấy muội tuyệt đối đừng bỏ lỡ tử cửu lập tức trở nên lúng túng vừa tức vừa ngượng liên tục dậm chân khiến áo gai trước ngực lại nhú nhảy một trận. Sư tỷ nói lung tung gì đó, muội làm sao có thể cùng. Ai ra, muội sẽ trở về bế quan. Mấy hôm nữa muội không phải là đi làm hộ vệ cho đại hội lịch luyện sao? Ai ra, muội bế quan mấy ngày không được sao? Tử cửu bối rối vội vàng đi lên lầu, tử thi cười khẽ rồi phiêu nhiên đuổi theo tiểu cửu cửu và tứ sư tỷ thì có gì mà xấu hổ tứ sư tỷ trước tiên sẽ dạy muội cách ăn mặc trang điểm cho đẹp ai ra không không cần đâu đến đây trước hết để cho tứ sư tỷ nhìn xem tư thái của tiểu cửu nhà ta hiện tại như thế nào tứ sư tỷ tỷ đừng có đụng lông tung nha ai ra chỗ đó không được đụng nha mặt trời chiều ngã về hướng tây hai vị tiên tử vui vẻ cười đùa nâu giỡn với nhau tạo thành một phong cảnh phiêu giật tuyệt mỹ trong căn lầu sát bên một đạo nhân thấp lùn có vành mắt hõm sâu khuôn mặt tiểu tụy tiện tay mở trận pháp phòng hộ bên ngoài ra sau đó đạo nhân thấp lùn nhìn cái bàn trước mặt bày đầy món ăn thập toàn đại bồ ích dương tráng thận khóe miệng lão không chịu được khẽ co giật mấy lần lần đại hội lịch luyện này tiểu cử vẫn đi đến bắc câu lô châu làm hộ vệ bởi vì lần trước đã xảy ra một số vấn đề cho nên lần này trong môn tăng thêm một vị chân tiên đồng hành, nhưng mà, đệ tử đăng ký đi Bắc Châu lần này chỉ có hai người. Trong buổi tập hợp trước khi đại hội lịch luyện diễn ra, danh vọng của đệ tử thủ tịch đương đại hữu cẩm huyền nhã trong môn gần đây tăng vọt, nàng cũng vác thanh đại kiếm của mình, một thân váy dài màu lửa xuất hiện trước bách phàm điện. Nhưng nàng chờ đến khi tất cả mọi người phân chia đội hình xong thì lại thẫn thờ lựa chọn không tham gia đại hội lịch luyện lần này, chỉ lặng lẽ quay trở về động phủ bế quan, Thế là, hai vị đệ tử tiến về Bắc Câu Lô Châu đạt được đãi ngộ siêu cao, mỗi người có một vị chân tiên âm thầm đi theo hộ vệ. Thời gian vừa đi vừa về Bắc Câu Lô Châu tầm hơn một tháng, lại thêm mấy tháng trốn biệt trong lầu các của mình, tử cử vẫn một mực suy nghĩ về những lời mà tứ sư tỷ đã nói trước đây. Lúc đầu nàng chỉ cảm thấy mình và Lý Trường Thọ không có tình cảm gì khác, chỉ là thuần tí chơi. Dần dần, tử cử bắt đầu lâm vào hoài nghi bản thân, hẳn là nàng đã thật sự động tâm với tiểu thọ thọ mà không hề hay biết. Điều này không có khả năng, mặc dù loại quan hệ tình ái sư thúc sư điệt cũng có một chút kích thích, nhưng nàng vẫn một mực coi tiểu trường thọ là vãn bối để chấu cố. Chỉ là nàng không cẩn thận bị tiểu thọ thọ dụ ăn dụ ở rồi sai vặt như nhân công, điều này khiến nàng càng nghĩ càng xoắn suýt, đến mức ngồi xuống cũng không thể tĩnh tâm. Trôi qua thêm mấy tháng như thế, hạc giấy đột nhiên mang theo tin tức lý trường thọ xuất quan rơi xuống trong tay nàng, tiểu cửu lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó nàng lập tức sững sờ, Chắc không phải ta thật sự động tâm với một tiểu sư điệt chỉ mới hơn trăm tuổi. Có mấy thứ, chỉ có hỏi ra mới biết được. Tiếng cười của tứ sư tỷ vẫn văng vẳng bên tai, tiểu cửu ngồi trên giường trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nàng đập tay xuống giường, sợ cái gì, đi qua bên kia hỏi, lập tức, tiểu cửu thay một bộ áo gai sạch sẽ, ngồi lên hồ lô lớn bay đến tiểu quỳnh phong. Lần này Lý Trường Thọ muốn luyện chế độc đan, chuẩn bị đôi chút cho thời gian ra ngoài độ kiếp sắp tới, khi tiểu cửu chạy đến nơi, Lý Trường Thọ đã chuẩn bị kỹ càng các loại độc thảo, lại bọc mình trong từng tầng từng tầng khí cụ phòng hộ. Từ cử chỉ mặc loại trang phục phòng hộ công kênh này duy nhất một lần, sau đó nhất quyết không chịu nghe lời khuyên của Lý Trường Thọ, không chịu mặc lại bộ đồ bảo vệ. Điều này khiến cho mỗi lần luyện độc đan, Lý Trường Thọ phải cẩn thận các bội để không chế lượng độc tố lưu động, tránh ngộ thương cho tiểu sư thúc, nguồn cung cấp tiền lực. Lúc luyện đan, hai người vẫn im lặng không hề trò chuyện một câu nào, giống như những lần trước đây. Nhưng lần này, trong đáy lòng tử cử vẫn quẩn quanh những lời của tứ sư tỷ suốt 16 canh giờ của quá trình luyện đan, mấy chục lần nàng định mở miệng hỏi, nhưng đều không tìm thấy ngữ cảnh thích hợp. Chỉ một câu hỏi mà thôi, sao lại khó nói ra đến như vậy? Chẳng lẽ mình? Làm sao có thể? Ta là loại trâu già gạm cỏ non sao? Hỏi. Chỉ cần hỏi ra thì sẽ không sao, tử cử hít vào một hơi thật sâu. Đưa tay sửa sang loạn tóc mai bên tai mình, nhìn Lý Trường Thọ phía trước đang chăm chú kiểm soát quá trình thành đan, nàng dùng khí lực lớn nhất, nói ra câu hỏi như hụt hơi. Lần luyện đan này, tiên lực của ta thế nào? Lý Trường Thọ bọc ở trong trang phục bảo hộ cười đáp. Hoàn toàn như trước đây không khác biệt một chút nào, tiên lực của sư thúc đúng là đã giúp ta một đại ân. Độc đan nhẹ nhàng rung động, Lý Trường Thọ lập tức xuất thủ điều vận dược lực. Tử Cửu ở bên cạnh chớp mắt mấy cái, âm lượng tiếp tục giảm thấp xuống lý nhí như mũi kêu. Ừm, trường thọ sư điệt, ngươi cảm thấy bản thân sư thúc thế nào? Ngay vào thời khắc mấu chốt thành đan, lý trường thọ tập trung toàn bộ tinh thần trường khống dược tính độc đan. Bởi vì mặc lên quá nhiều pháp khí phòng độc, hơn nữa thanh âm nói chuyện của tiểu cửu thực sự quá nhỏ, hắn không nghe được chữ bản thân, chỉ nghe được cảm thấy sư thúc thế nào. Nhưng chủ đề vừa rồi đang thảo luận dường như là, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không quay lại, cười nói, rất mạnh, cũng rất ổn định, càng khó hơn chính là rất thuần túy, rất trong sáng không có bất kỳ tạp chất nào, lời nói ngừng lại một chút, Lý Trường Thọ trong mày nhìn chằm chằm vào viên độc đan sắp thành hình bên trong đan lô, hắn lại nói tiếp một câu. Nếu ta cũng được sở hữu thì thật tốt biết bao. Từ cửu há hốc miệng, cả người như hóa đá trong nháy mắt, nàng giơ tay chỉ vào Lý Trường Thọ, nhưng đầu ngón tay run lên bần bật như thiếu nữ lần đầu được tỏ tình. Người, người biết ngươi đang nói cái gì không? lý trường thọ đáp sao thế có chỗ nào không đúng sao có chỗ nào không đúng rất mạnh càng khó hơn chính là rất thuần túy đơn thuần trong sáng nếu là ta cũng được sở hữu thì thật tốt biết bao sở hữu sở hữu ai chuyện này chuyện này lại có thể đại nghịch bất đạo như thế sao gương mặt trần trịa xinh đẹp của tiểu cửu đỏ rực lên trong nháy mắt màu đỏ lan tràn xuống cổ rồi lan xuống luôn cả khe núi như ẩn như hiện dưới lớp áo vải gai căng nứt chỉ Tự cử trợn trường con mắt, trên trán như tỏa ra từng sợi khói trắng. Nàng lui về sau nửa bước, há miệng định nói chút gì đó nhưng lại hụt hơi ngáp ngáp không nói được, cuối cùng nàng quay người chạy ra ngoài, vọt thẳng lên không trung cắm đầu bay nhanh về hướng phá thiên phong. Hử, Lý trường thảo ngơ ngác quay đầu lại nhìn, đi rồi, vội vàng gì thế, hôm nay rượu thủ lao cũng chưa kịp cầm bạc. Tiên lực của tự cửu sư thúc đúng là rất ổn rất mạnh rất thuần túy bằng không thì cũng khó mà có khả năng mới lò thứ nhất đã đi đến được bước thành đan này nhờ tiên lực của sư thúc mà giúp mình tiết kiệm được tám phần vật liệu khác đã chuẩn bị nếu mình có thể sở hữu loại tiên lực thuần hậu như của sư thúc thì tốt quá mà dù sao thì mình cũng sắp sửa độ kiếp rồi úi sư thúc không phải hiểu lầm gì chứ lý trường thọ cấp tốc phản ứng lại mà thôi hồi tâm ngưng thần chuẩn bị thành đan những chuyện nhỏ nhặt kia sau này giải thích cũng được ngồi trên hồ lô lớn bay vun vút tử cử tiện tay lấy bầu rượu trên lưng xuống ngửa đầu nhấp một ngụm rồi tay phải bắt quyết chỉ về phía trước miệng hô tới 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 hồ lô lớn tăng tốc phóng vụt đi như một mũi tên rồi đâm thẳng vào sườn núi phá thiên phong rừng cây trên sườn núi bị đâm cực mạnh cây cối rung lên một trận chim chóc giật mình bay nhau nhác dưới gốc cây rụng đầy lá xanh lá vàng tiểu tiên tử mặc áo gai nằm sóng xoài đôi tay nhỏ trên ngực cố kìm cơn hô hấp dồn dập nhưng rất nhanh sau đó nàng đã nhẹ nhàng ổn định nhịp thở cánh tay trắng nõn chuyển lên che chán, tránh cho ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán cây làm nàng trói mắt. Rất tuần túy, xí, nói lung tung cái gì đâu, thật là. Tử cửu trở tay lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong chính là những váy áo xanh xanh đỏ đỏ mà ngũ sư huynh và tứ sư tỷ tặng cho nàng. Ta lại nghĩ lung tung cái gì, tên kia là sư điệt. Tử cửu vội vàng ném túi chữ vật ra xa, xa, nhưng vừa được một lát, nàng lại quay đầu nhìn sang phía đó. Chỉ thử một chút chắc cũng không sao, không cho người khác nhìn thấy là được